Đầu tiên là không được để mắt hoạt động nhiều, phải có lúc nghỉ ngơi. Ví dụ như trong nhiều tiếng làm bài tập, thỉnh thoảng cũng phải nhìn ra vườn hoặc nhìn hồ cá cho mắt thư giãn nè. Thứ hai là không được đọc sách trong bóng tối. Các bạn phải mở đèn đầy đủ để mắt có thể làm việc tốt, không gây hại mắt nhé. Thứ ba là phải đọc và viết đúng khoảng cách, khoảng 30-40cm là tốt nhất. Không nên cứ quá gần, sẽ làm mắt phải nỗ lực điều tiết. Các bạn cũng nhớ đừng đọc sách khi đi tàu xe nhé. Tàu xe lắc lư, làm thay đổi khoảng cách đọc, rất hại cho mắt. Thứ tư là không nên xem tivi và chơi game quá nhiều. Một ngày chỉ nên xem tivi 1 tiếng thôi. Và nhớ là đừng tắt đèn trong lúc xem tivi nhé. Cuối cùng, chúng ta nhớ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nhất là các vitamin A, E, C, chất khoáng có trong rau củ tươi, thịt cá và trứng. Những loại thực phẩm này sẽ giúp mắt ta khỏe mạnh hơn đấy.